Những hình ảnh này là khu trung tâm của thị xã Kiến Tường, nơi có đường biên giới dài 26 cây số với Campuchia. Kiến Tường cũng là thủ phủ của vùng Đồng Tháp 10. Đến nay, phía Việt Nam tiếp tục đóng cửa biên giới để phòng dịch Covid. Bà Chi, cư dân nơi đây, kể. Tại vì nhiều chốt lắm, cho nên là từ Long Khốt đó là đóng chốt, tại vì ở Long Khốt là có đồn rồi là từ một chặng đường là một chốt, cho nên là Campuchia không có qua được. Hôm nay mùa dặm lúa năm nay cũng Campuchia cũng đâu có ra dặm lúa được đâu. Người dân Campuchia sang Kiến Tường để mua bán và còn để phụ nghề nông với các chủ ruộng Việt Nam. Tuy nơi đây là đô thị trung tâm của vùng Đồng Tháp 10, song như nhận xét của bà An, một người buôn bán ở Kiến Tường, thì khi không có người Campuchia sang đây, nhiều công việc gặp khó. Lúc trước mình có nó ra đây mua bán là mình qua lại nó dễ hơn, mình kiếm được tiền nhiều hơn. Có nó đi ra đây thường xuyên, nhiều khi mình bán được, hay là mình qua đó mình mua đồ của người ta, hoặc là người ta qua đây người ta làm, như công cán cũng vậy. Thường thì một chủ ruộng Việt Nam mướn từ 20 đến 30 người từ Campuchia sang để phụ đồng án. Giờ thì đóng cửa biên giới và các điểm cách ly được lập ra ở gần đó đã tạo sự an tâm của người dân về chuyện dịch bệnh. Bà Sáu, người bán báo ở Kiến Tường, nói. Cách ly sợ làm gì nữa? Dạ, mình thấy người ta cách ly là chẳng qua là người ta hờ cho mình thôi, chứ còn bệnh thì nó đã bệnh rồi. Thì mình nghĩ là vậy rồi đó. Nói chung là biên giới này chặt chẽ hơn các nơi, đường mòn lối mở thì nó chắc qua cũng không lọt được bao nhiêu đâu, tại nó cũng ít, nó cũng nhiều. Thử ra là hết ra được bao nhiêu thì ta theo mình ta báo là bị bắt giữ ổng liền, không gì đâu. Còn những cái khám tra chậm giờ biên lại biết mặt người lạ liền, nhân dân cũng ít chứ không nhiều đâu. Ý thức cảnh giác của người dân miệt biên giới đã giúp lực lượng biên phòng nơi đây dường như chưa để xảy ra vụ việc đáng tiếc nào trong chuyện người Campuchia nhập cảnh trái phép ở thời gian căng thẳng dịch bệnh đến tận lúc này khi được gọi là trạng thái bình thường mới.